chào quý thầy cô và các bạn. Sau đây thì tôi chia sẻ với quý thầy cô và các bạn cách chúng ta biến điện thoại thông minh thành một cái máy scan tài liệu và chuyển tài liệu thành file PDF rất là hay. Ví dụ như chúng ta có một cái văn bản nào đó mà chúng ta cần chuyển cho người khác để người khác có thể là in ấn được, thì quý thầy cô thông thường thì chúng ta vào cái phần là camera của điện thoại, chúng ta chụp hình một cái file văn bản đó, thì khi quý thầy cô và các bạn gửi thì người nhận sẽ mở lên và in ra, thì in đó là in hình ảnh, và như vậy thì sẽ không đọc rõ chữ và cái nền của nó sẽ có màu đen rất là xấu, khó coi. Một cái ứng dụng rất là hay ở điện thoại thông minh đó là cái ứng dụng mà chúng ta sẽ scan một cái văn bản, một cái tài liệu đó thành một cái file PDF. Khi quý thầy cô và các bạn gửi thì người nhận nhận được cái file đó, in ra thì cũng giống như là chúng ta in một cái văn bản trên máy tính, rất là rõ nét, không có một cái hình nền màu nào cả, giống như chúng ta in trên máy tính, hoặc là giống như là chúng ta là photo hoặc là chúng ta scan vậy. Một cái ứng dụng rất là hay. Sau đây thì xin giới thiệu cùng với thầy cô và các bạn. Ở đây thì tôi thực hiện trên cái điện thoại Samsung, ứng dụng Android. Còn cái phần mà điện thoại iPhone, iPad thì quý thầy cô chúng ta vào là phần Apple Store. Đầu tiên thì để tải cái ứng dụng về thì chúng ta vào là ở điện thoại, chúng ta vào là ứng dụng là CH Play. Ở phần tìm kiếm ứng dụng chúng ta nhập vào là scan. Scam Scanner. Đây là Scam Scanner, máy biến máy điện thoại thành PDF miễn phí. Chúng ta click vào. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi, cho nên là ứng dụng báo là mở. Còn nếu chưa thì quý thầy cô click vào phần cài đặt. Và chúng ta mà sau khi cài đặt xong, chúng ta mở ứng dụng lên. Thì ở cái ứng dụng này rất là hay là cho chúng ta lưu trữ tài liệu đến là hơn 1GB dung lượng. Để lưu trữ được tài liệu hơn 1GB dung lượng thì quý thầy cô chúng ta phải đăng ký tài khoản. Chúng ta có cái địa chỉ email và chúng ta đăng ký cái tài khoản thì sẽ lưu trữ dung lượng được là hơn 1GB. Và có một cái điểm ưu điểm nữa là sau khi mà quý thầy cô chúng ta click, chúng ta chuyển chụp ảnh, chúng ta scan tài liệu thì chúng ta có thể là mở ở cái trang chủ của cái phần mềm này, hoặc là chúng ta có thể là chia sẻ, chúng ta đưa lên mail hay là Google Drive thì cũng rất là tiện lợi. Ở đây thì tôi đã đăng nhập một cái tài khoản và thỉnh thoảng thì ứng dụng có gửi cho chúng ta cái phần là refer to in này, có nghĩa là chúng ta xem quảng cáo và chúng ta chia sẻ ứng dụng ở là Facebook, Zalo, vân vân thì chúng ta sẽ được nâng cái dung lượng mà sử dụng lên. Nếu không nữa thì chúng ta có thể là nâng cấp bằng cách là chúng ta trả phí. Đó, còn ở đây thì thông thường là tôi là lâu lâu thì mình vào ứng dụng, mình sẽ click vào là refer to in. Chỗ này nó sẽ cho mình là xem quảng cáo. Mình sẽ tăng thêm một cái dung lượng. Đấy, giới thiệu sơ với quý thầy cô như thế. Rồi, để chụp ảnh hay là scan tài liệu thì quý thầy cô click vào cái
camera ở trong cái ứng dụng ở phía góc dưới bên phải đây, ta click vào thì lúc này chúng ta sẽ chiếu tài liệu của mình vào cái camera đó, và chúng ta chụp ảnh. Sau khi chúng ta chụp ảnh xong thì ở phía xung quanh của cái ảnh nó có những cái nút để chúng ta điều chỉnh. Ở đây thì nó chưa có bằng, là chúng ta sẽ kéo lại đấy, chúng ta sẽ kéo để cho vừa cái khung hình, hoặc là quý thầy cô chúng ta có thể là click vào là cái chiều rộng là on, thì ở đây nó sẽ click, nó sẽ hiển thị toàn bộ. Nhưng mà ở đây thì có những cái phần mà chúng ta không cần sử dụng như thế thì nó sẽ phí, và nó sẽ trong cái tài liệu của chúng ta nó sẽ không có đẹp, cho nên là chúng ta sẽ điều chỉnh bằng những cái nút chấm tròn, chúng ta kéo sao cho vừa sát với cái khung mà ảnh chúng ta chụp. Rồi sau khi chúng ta cảm thấy là vừa rồi thì chúng ta sẽ click vào dấu mũi tên ở góc phải phía dưới nét, thì lúc này ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh cho chúng ta vừa vặn một cái trang giấy A4. Ở đây là chúng ta thấy là nó chưa được nè, nó còn ở phía trên nó có cái phần dư, cho nên chúng ta bấm cái nút là bắt ta trở lại thì chúng ta điều chỉnh lại một chút nữa. Rồi đấy, đã vừa rồi thì chúng ta click vào nét. Và ứng dụng sẽ tự động rớt cho chúng ta cái tài liệu chúng ta thành một cái trang A4. Này nó cũng còn dư một chút xíu nữa, thầy cô ta chỉnh lại chỗ này một chút nữa. Rồi chúng ta click vào nét. Rồi sau khi chúng ta thấy đã ok rồi thì chúng ta click vào cái dấu tích để chúng ta save. Và như vậy chúng ta đã scan một cái trang giấy của chúng ta rất là đẹp. Và ở cái tên gọi nó sẽ hiển thị cái ngày tháng năm mà chúng ta chụp, cho nên là chúng ta có thể click vào đây để chúng ta là đặt tên. Ví dụ như chúng ta chọn tên là bìa sách. Rồi chúng ta click vào ok. Như vậy thì chúng ta đã được đổi tên được. Như vậy thì chúng ta đã chụp được một cái văn bản của mình. Bây giờ điều tiếp theo là chúng ta sẽ chia sẻ đến người nhận, hoặc là chúng ta tạo thành một cái file PDF. Nếu như mình không chia sẻ mà mình tạo thành file PDF cho mình thì dù biết thầy cô click vào cái biểu tượng là PDF ở phía trên. Ta click vào đây. Ở đây là một cái ứng dụng miễn phí, cho nên khi chúng ta tạo thành file PDF thì nó có một cái logo của cái ứng dụng, đó là Scanner with Scamcanner. Rồi nó có một cái logo bản quyền của ứng dụng, nhưng mà không sao cả, rồi chúng ta cứ để như thế. Rồi sau đó chúng ta click vào là share. Thì chúng ta có thể là lưu vào cái driver của mình, cũng có thể chúng ta gửi qua email, cũng có thể chúng ta gửi qua Zalo để cho người nhận sẽ nhận được một cái văn bản. Như vậy thì quý thầy cô thấy
khi mà chúng ta chụp ảnh scan như vậy thì trang giấy của chúng ta khi in ra sẽ rất là rõ nét, rất là rõ nét, quý thầy cô nhìn thấy không có giống như là chúng ta chụp hình một cái ảnh mà chúng ta in ra thì nó sẽ không đẹp. Như vậy thì tôi đã chia sẻ với quý thầy cô cách mà chúng ta biến điện thoại thông minh thành một cái máy scan, máy photo, tài liệu miễn phí. Chúc quý thầy cô thực hiện thành công.